Xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Động Sản Nhà Bè. Thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một căn nhà rất là đẹp nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát thuộc phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mà quý khách hàng đang xem có diện tích vô cùng là lý tưởng, ngang 3,5m và dài 15m, được xây dựng một trệt 2 lầu, có 4 phòng ngủ rất là rộng và một cái giếng trời phía sau nhà rất là thông thoáng. Nhà chúng ta hiện tại có sổ hồng riêng và hoàn công đầy đủ, hỗ trợ quý khách vay ngân hàng lên tới 70% giá trị của căn nhà. Cho nên khi chúng ta có tầm tiền khoảng từ 2 tỷ cho đến 2 tỷ rưỡi là chúng ta có thể sở hữu căn nhà này cho gia đình mình, và phần còn lại thì chúng ta sẽ vay ngân hàng rất là dễ dàng. Xung quanh nhà như quý khách đang xem là khu dân cư hiện hữu, và đặc biệt là chỉ cách mặt tiền Huỳnh Tấn Phát chỉ có khoảng 100m và tiếp giáp với phố Mỹ Hưng, đi qua các quận trung tâm thành phố như là quận 4 và quận Nhất rất là gần, tầm khoảng từ 10 đến 15 phút đi xe máy mà thôi. Còn đây là khu vực không gian phòng khách. Ở đây gia chủ đã trang bị sẵn cho chúng ta một cái bộ ghế sofa và một cái bàn rất là đẹp, dùng để cho gia đình mình tiếp khách. Hai bên vách tường thì cũng đã được gia chủ ốp gạch rất là sạch sẽ, và đặc biệt là có một cái cửa sổ rất là thông thoáng và mát mẻ. Thì vào ban ngày chúng ta cũng không cần thiết phải mở nhiều đèn điện cho lắm, nhưng vẫn đủ ánh sáng để cho gia đình mình sinh hoạt. Cho nên mỗi tháng sẽ giúp cho gia đình mình tiết kiệm được một khoản chi phí tiền điện cũng rất là lớn. Nhà chúng ta nằm ngay khu dân cư hiện hữu, rất là an ninh và yên tĩnh. Xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và san sát nhau. Nhà chỉ cách mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát khoảng 200m. Xung quanh có rất là nhiều tiện ích như là Bách Hóa Xanh, nhà thờ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cách chợ Phú Sơn khoảng 200m. Đặc biệt là giáp với quận 7 và cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút xe máy mà thôi. Còn đây là khu vực mà các chị em phụ nữ rất là thích, một cái phòng bếp rất là rộng rãi và rất là thoáng nhờ có giếng trời phía sau nhà. Công năng sử dụng của các khu vực phòng bếp này được thiết kế khá là đơn giản, không cầu kỳ, để tránh khó chịu khi chúng ta vào bếp, nhưng lại có đầy đủ tất cả các nhu cầu nấu nướng của gia đình. Phòng bếp cũng đã được thiết kế rất là rộng với một cái hệ tủ bếp bằng gỗ tự nhiên đã được xử lý mối mọt rất là kỹ. Ở cái vị trí này thì chúng ta có thể đặt một bộ bàn ăn 6 ghế cho gia đình mình, nhưng vẫn còn khoảng trống rất là nhiều. Khi bước chân vào cái khu phòng bếp này, chúng ta sẽ có cảm giác rất là thoải mái, do đó sẽ tạo cho cái bữa cơm gia đình của chúng ta thêm phần ngon miệng, và chắc chắn đây sẽ là một nơi hội họp tất cả các thành viên gia đình lại với nhau rất là có ý nghĩa. Căn nhà mà quý khách hàng đang xem được tọa lạc tại đường Huỳnh Tấn Phát thuộc phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà của chúng ta có diện tích khá là lý tưởng, ngang 3,5m và dài 15m. Được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn với kết cấu là một trệt 2 lầu, gồm có một phòng khách rất là lớn, một bếp, một giếng trời, 4 phòng ngủ. Và điều đặc biệt là ở mỗi phòng ngủ đều có ban công và cửa sổ rất là thoáng mát. Hiện tại căn nhà của chúng ta đang được rao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 3 tỷ 900 triệu đồng. Với cái số tiền này thì quý khách hàng có thể dễ dàng sở hữu cho gia đình mình một căn nhà tại khu vực quận 7 và vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Nhà của chúng ta có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, hỗ trợ vay ngân hàng cho quý khách có nhu cầu. Nếu như quý khách quan tâm về căn nhà này, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909 076 085. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng và dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này hoàn toàn miễn phí. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like và nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909 076 085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này một cách hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Quý khách hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm những căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên cầu thang để di chuyển lên khu vực tầng 1. Ở cái khu vực tầng 1 này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan phòng ngủ đầu tiên. Như quý khách hàng có thể thấy là ở cái khu vực phòng ngủ đầu tiên này đã được gia chủ trang bị sẵn cho chúng ta một cái giường và một cái nệm, chăn ga, gối nệm cũng đã được đặt sẵn trên cái giường này. Ngoài ra thì gia chủ cũng đã lắp đặt sẵn cho chúng ta một cái máy lạnh. Do đó khi về sở hữu căn nhà này, chúng ta chỉ việc sắp vali vào và ở ngay mà thôi, và cũng không cần thiết phải mua sắm gì thêm nữa. Nhà của chúng ta có một ưu điểm rất là tuyệt vời, đó chính là ở các phòng đều có ban công và cửa sổ rất là nhiều. Do đó vào ban ngày thì rất là sáng sủa và rất là mát mẻ.
Ở mỗi cái ban công và cửa sổ này cũng đã lắp đặt sẵn song sắt, do đó sẽ rất là an toàn mỗi khi chúng ta đi đi ra ngoài. Còn đây là khu vực ban công phía ở trên tầng 1. Từ cái khu vực ban công này thì chúng ta có thể nhìn bao quát toàn cảnh mà khu vực chúng ta đang đứng. Ở cái khu vực ban công này chúng ta có thể đặt một vài chậu cây cảnh ở đây dùng để trồng cũng rất là hợp lý. Nếu như tầm tiền gia đình của chúng ta có từ khoảng 2 tỷ cho đến 2 tỷ rưỡi là quý khách hàng có thể sở hữu ngay căn nhà này cho gia đình mình. Bởi vì căn nhà của chúng ta có sổ hồng riêng hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị của căn nhà. Do đó chúng ta sẽ rất là dễ dàng để vay ngân hàng. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình để chúng tôi có thể dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này hoàn toàn miễn phí. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like cũng và nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Với số tiền mà quý khách hàng khi bỏ ra để sở hữu căn nhà này thì rất là đáng để quý khách hàng đầu tư cũng như là mua cho gia đình mình một căn nhà để ở lâu dài hoặc kinh doanh mua bán cũng rất là phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua bên phòng ngủ thứ hai trên tầng 1. Cái phòng ngủ thứ hai này thì cũng như phòng ngủ thứ nhất cũng đã được gia chủ trang bị sẵn cho chúng ta giường nệm và máy lạnh. Do đó chúng ta cũng không cần thiết phải mua sắm gì thêm nữa. Đặc biệt là ở cái phòng ngủ thứ hai này cũng có cửa sổ. Do đó là vào ban ngày thì chúng ta cũng có thể mở cái cửa sổ này ra để lấy nắng và gió từ bên ngoài vào, rất là mát mẻ. Nhà chúng ta nằm ngay khu dân cư hiện hữu, rất là an ninh và yên tĩnh. Xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và san sát nhau. Nhà chỉ cách mặt tiền đường Huỳnh Tuấn Phát khoảng 200m. Xung quanh có rất là nhiều tiện ích như là bách hóa xanh, nhà thờ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cách chợ Phú Sơn khoảng 200m. Đặc biệt là giáp với quận 7 và cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút xe máy mà thôi. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà này hoàn toàn miễn phí. Hoặc quý khách có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Nhà chúng ta có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có thể hỗ trợ vay ngân hàng cho quý khách có yêu cầu. Quý khách cũng có thể nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè.
Nhà chúng ta nằm ngay khu dân cư hiện hữu, rất là an ninh và yên tĩnh. Xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và san sát nhau. Nhà chỉ cách mặt tiền đường Huỳnh Tuấn Phát khoảng 200m. Xung quanh có rất là nhiều tiện ích như là Bách Hóa Xanh, nhà thờ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cách chợ Phú Sơn khoảng 200m. Đặc biệt là giáp với quận 7 và cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 phút xe máy mà thôi.